Đông Nam Á là khu vực gồm nhiều quốc gia có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Bạn sẽ bị choáng ngợp trước những cảnh đẹp thiên nhiên đặc sắc như của Vịnh Hạ Long, của hồ Kalimutu với khung cảnh thơ mộng hòa quyện với cảnh sắc núi rừng hùng vĩ của đất nước Indonesia. Hoặc bạn sẽ phải trầm trồ với những công trình Phật giáo có kiến trúc tinh xảo và đồ sộ ở Chiang Mai, Thái Lan hay Bagan của Myanmar. Nhưng không chỉ có những cảnh đẹp cùng những công trình tôn giáo đầy ấn tượng, Đông Nam Á còn thể hiện trong mắt với môn điệu thể thao trên toàn thế giới. Vì một khu vực có nhịp sống thể thao cực kỳ sôi nổi, cũng giống như các quốc gia ở các khu vực khác, người dân 11 nước Đông Nam Á rất yêu thích thể thao và xem đó như là chất kết dính để hòa hợp 11 thành viên của Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Tuy nhiên, thước đo để đánh giá một nền thể thao khu vực nào đó có phát triển hay không là thành tích thi đấu. Và thể thao khu vực Đông Nam Á, trong ánh nhìn của giới mô điệu, vẫn là một vùng trũng không hơn không kém bởi những thành tích nghèo nàn được thể hiện trong suốt nhiều năm qua. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tên gọi đáng hổ thẹn này của khu vực Đông Nam Á? Tại sao một khu vực có dân số đông, cùng với sự hòa bình, ít chiến tranh lại bị đánh giá thấp mỗi khi bước ra sân chơi thế giới? Thành kiến đó liệu có thật sự chính xác, nhất là ở thời điểm hiện tại và cả trong tương lai? Thành tích đáng buồn tại sân chơi thế giới. Đông Nam Á, mặc dù có dân số đông và có đến tận 11 quốc gia cùng chung sống, nhưng nhìn vào thành tích huy chương mà khu vực này đạt được qua các kỳ Olympic đều là những con số buồn. Tại Olympic Sydney 2000, ba đoàn Việt Nam, Thái Lan và Indonesia thu về tổng cộng chỉ vòn vẹn 10 huy chương. Tại Athens 2004, Indonesia và Thái Lan giúp số huy chương này nhích thêm được một chiếc với 11 huy chương. Còn ở Olympic Bắc Kinh 2008, các nước Đông Nam Á đạt bước tiến đáng kể khi có cả thảy 5 đoàn tìm được 8 huy chương, gồm Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam, và kết thúc giải với 12 huy chương các loại. Olympic London 2012, các đại diện Đông Nam Á cũng chỉ kết thúc giải đấu với 10 huy chương và không hề có huy chương vàng nào. Tại Olympic Rio 2016, đã được xem là kỳ Olympic thành công nhất trong lịch sử các kỳ tham dự Thế vận hội của Olympic Đông Nam Á, khi có đến 18 huy chương các loại, trong đó có 5 huy chương vàng. Trong đó có tấm huy chương vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam mang tên Hoàng Xuân Vinh khi anh xuất sắc về nhất trong nội dung 10m súng ngắn hơi. Đáng nói hơn, trong kỳ Olympic Tokyo mới đây, thành tích huy chương khu vực Đông Nam Á lại tụt xuống chỉ còn 12 huy chương. Nếu so sánh số lượng huy chương của khu vực Đông Nam Á ở kỳ Thế vận hội 2020 còn kém hơn cả một quốc gia đơn lẻ như Hàn Quốc với tổng số 20 huy chương. Bóng đá Đông Nam Á cũng không thực sự tạo được dấu ấn. Thành tích tốt nhất tại đấu trường thế giới có lẽ là thành tích vào đến vòng loại thứ 3 World Cup của Việt Nam và Thái Lan. Những sự hiện diện này có vẻ chỉ dừng lại ở mức độ học tập và thi đấu cọ sát hơn là mục tiêu dành vé đến sân chơi World Cup, trong khi bóng đá nữ khả quan hơn với việc Thái Lan năm 2019, Việt Nam và Philippines 2022 là những đội tuyển từng lọt vào World Cup. Sự đầu tư nhỏ giọt và không mặn mà khi bước ra biển lớn. Không tiền, các liên đoàn thể thao ở nhiều nước hoạt động kém hiệu quả và sự đầu tư chỉ mang tính nhỏ giọt, ngắn hạn. Giấc mơ vàng Olympic hay ở nhiều giải đấu lớn như sân chơi World Cup của bóng đá ngày càng xa vời với Đông Nam Á. Thực ra xưa nay, những giải đấu lớn này trong suy nghĩ của nhiều nhà chức trách thể thao ở Đông Nam Á đồng nghĩa với một sân chơi không thể nào với tới. Từ đó, các cơ quan phụ trách thể thao cũng không mạnh tay đầu tư đúng mực vào các khu tập luyện nhằm tạo ra thế hệ vận động viên đỉnh cao có thể đáp ứng mọi đấu trường. Ngược lại, nhìn quanh, ngay cả những nước có nền kinh tế không mạnh như Jamaica, Kenya hay Cuba còn được trang bị cơ sở hạ tầng thể thao hiện đại. Còn với thể thao Đông Nam Á, đây lại là một lỗ hổng lớn. Nạn tham nhũng giày xéo lên thể thao. Tệ nạn tham nhũng trong thể thao từ lâu đó là một đề tài rất đáng báo động, không chỉ làm kiệt quệ đi nền tài chính vốn dĩ dùng để phục vụ cho thể thao, mà hành động này còn vô tình làm cho cả một nền thể thao bị biến chất và phát triển không bình thường. Câu chuyện này đã và đang tồn tại ở Đông Nam Á. Bằng chứng cho luận điểm này là vụ bê bối rút ruột công trình xây dựng ở các dự án SEA Games ở Indonesia vào năm 2011. Phát triển thể thao mà không có định hướng rõ ràng. Phần đông các nước Đông Nam Á vẫn chưa nhận thức được thế mạnh trong nền thể thao của mình là gì để có hướng phát triển và đầu tư đúng nhất. Đôi khi chỉ cần giỏi đúng một môn thôi cũng đã giúp quốc gia này nằm trong danh sách các nước tranh huy chương. Tiêu biểu như Indonesia và Malaysia, khi họ đã nhận thấy được thế mạnh của mình ở các môn cầu lông và tập trung phát triển cho môn thể thao này. Thái Lan có thế mạnh về cử tạ, đây là môn từng mang về huy chương vàng cho Thái Lan và họ rất chăm chút phát triển. Hay nói xa hơn một chút là Jamaica ở điền kinh, Cuba ở môn boxing hay Georgia trong môn vật và Hàn Quốc ở môn bắn cung.
tâm lý thi đấu của các vận động viên. Khả năng quản lý không hiệu quả của các quốc gia không chỉ ảnh hưởng đến tài chính, cơ sở vật chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mục tiêu và tâm lý thi đấu của các vận động viên. Nhiều vận động viên ở các nước như Timor-Leste, Campuchia hay Brunei đều mang tư duy tham dự Olympic chỉ để cho có mặt, chứ không hề có động lực thi đấu tại sân chơi này. Hãng tin AFP dẫn lời chuyên gia người Úc, Greg Wilson, cố vấn Ủy ban Olympic Indonesia. Một lượng lớn vận động viên Đông Nam Á không mặn mà gì mấy với Olympic, thậm chí ngay cả khi giải đấu đã gần kề. Họ nghĩ rằng khó cơ hội nào mà vượt qua được vòng loại Olympic, do đó chỉ tập trung vào các giải đấu có quy mô nhỏ như vô địch quốc gia hay SEA Games. SEA Games còn nhiều bất cập. Đại hội thể thao Đông Nam Á đã bước sang lần thứ 31 với hơn 60 năm được tổ chức. Thế nhưng giải đấu thể thao hàng đầu khu vực này vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn ám ảnh ao làng. Thay vì xây dựng một sân chơi với nhiều môn chuẩn Olympic để các vận động viên có cơ hội được thi đấu cọ sát và làm quen với luật lệ thi đấu, cũng như tạo ra một môi trường thi đấu lành mạnh, văn minh, thì các nhà tổ chức SEA Games lại có hướng suy nghĩ khác. Như một quy luật bất thành văn, cứ quốc gia nào đăng cai thì chắc chắn sẽ về nhất toàn đoàn với số huy chương. Bởi lẽ, đội thể thao nước chủ nhà sẽ làm đủ mọi chiêu trò, từ chọn môn thi đấu sở trường, những môn thể thao không phổ biến, gia lận trọng tài để phục vụ cho căn bệnh thành tích. Năm 2011, kỳ SEA Games được tổ chức trên đất Indonesia. Nước chủ nhà còn đưa cả môn đánh bài tây mà người Việt Nam vẫn hay gọi là đánh phỏng vào các nội dung thi đấu. Và không lạ gì khi nước chủ nhà gom hết số huy chương của môn này ở kỳ đại hội năm đó. Một vấn đề khác là chuyện trọng tài ưu đãi vận động viên nước chủ nhà hoặc xử lý thiên vị dường như trở thành đặc sản của các kỳ SEA Games. Tại SEA Games 29 tổ chức trên đất Malaysia, nhiều vận động viên của Việt Nam phải nhường huy chương vàng cho nước chủ nhà vì trọng tài sự ép, mà điển hình là môn đi bộ 10 km. Vận động viên Phan Thị Bích Hà đã phải bật khóc vì cô bị cướp tấm huy chương vàng một cách trắng trợn từ đối thủ người Malaysia Elena Golingin. Đối từ đi bộ sang chạy về đích và được các trọng tài dung túng để giành chiến thắng. Còn trước đó vào năm 2013, tại SEA Games 27, Nguyễn Trần Duy Nhất, tuyển thủ Muay Thái Việt Nam là nhà vô địch thế giới, là độc cô cầu bại. Sau một trận đấu áp đảo trước vận động viên của Lào, anh lại bất ngờ bị xử thua. Duy Nhất tức tưởi bật khóc rời sàn đấu trong sự vỗ tay đồng cảm và tán dương của toàn thể cổ động viên ở nhà thi đấu. Tuyển thủ Muay Thái Việt Nam đã phản đối quyết liệt, làm đơn khiếu nại trọng tài, thế nhưng bất thành. Đó là những vấn đề mang tính thâm căn cố đế, khiến nhiều người chán chường chưa hết. Thì SEA Games 30 tại Philippines còn có những chuyện cứ ngỡ như đùa. Trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế dày đặc thông tin về công tác tổ chức tệ hại của nước chủ nhà. Một kỳ đại hội có ngân sách phục vụ được công bố lên đến 7,5 tỷ peso, tương đương với 3.405 tỷ Việt Nam đồng. Nhưng đến sát ngày khai mạc vẫn còn vô số điều ngổn ngang. Những niềm hy vọng khai sáng và vươn lên. Những số liệu thống kê về thành tích chính là những dữ liệu biết nói và đủ sức chứng minh thực trạng đáng buồn và cũng rất đáng tiếc của nền thể thao khu vực. Tuy vẫn còn đó những bất cập chưa thể dứt điểm, những ký ức đáng quên tại các kỳ đại hội trước, nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy được những tia sáng tích cực tại SEA Games 31, cũng như toàn nỗ lực không ngừng của các vận động viên Đông Nam Á trong những năm trở lại đây. Tại đại hội thể thao Đông Nam Á này, nước chủ nhà Việt Nam đã quyết định mạo hiểm thành tích đoàn thể thao của mình bằng việc không hề cắt bỏ bất kỳ nội dung thế mạnh nào của các nước bạn, đồng thời tăng số huy chương nội dung Olympic. Đây là điều có thể khiến vị thế nước chủ nhà suy yếu, nhưng chúng ta vẫn làm về sự công bằng và niềm tin rằng thể thao Đông Nam Á sẽ thoát khỏi cái mác vùng trũng và báo được căn bệnh thành tích. Đội ngũ trọng tài đa sắc tộc cũng được quán triệt tư tưởng để xử lý một cách chuyên nghiệp, công bằng, phân minh. Bằng chứng là khi tuyển bơi Singapore phạm luật, tổng trọng tài và cũng là người đưa ra quyết định tước huy chương vàng Singapore cũng là người Singapore. Hay như tại môn Pencak-Silat, trọng tài chính người Indonesia cũng đã xử phạt vận động viên đồng hương. Còn xét trên phương diện thành tích quốc tế, phải thừa nhận rằng thể thao Đông Nam Á không hề nổi bật, nhưng những năm gần đây chúng ta cũng đã có nhiều nỗ lực để cải thiện và dần khẳng định bản thân trên đấu trường quốc tế. Dù bóng đá 11 người vẫn chưa thể chứng tỏ được quá nhiều, nhưng với môn futsal, bóng đá Đông Nam Á không hề thua kém những khu vực khác, với việc Việt Nam có 2 lần tham dự World Cup, trong khi Thái Lan có 5 lần, thậm chí có 1 lần đăng cai. Hơn thế nữa, nhìn vào thành phần tham dự SEA Games 31, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều nhà vô địch thế giới lẫn Olympic. Tiêu biểu có thể kể đến như Panipat Wongpattanakit của Taekwondo Thái Lan, Hidilin Diaz của cử tạ Philippines, Joseph Schooling của bơi lội Singapore hay Lê Quang Lim cờ vua Việt Nam. Những điều đó đã chứng tỏ rằng thể thao Đông Nam Á vẫn có những sự chuyển mình, những bước tiến chậm mà chắc. Chúng ta có quyền tiếc nuối về việc sa sút tại Olympic Tokyo, nhưng đó là khi Đông Nam Á trải qua một trận càn quét dữ dội của đại dịch Covid-19,
khiến cho công tác chuẩn bị vô cùng khó khăn. Ai cũng hiểu rằng SEA Games 31 đã được Việt Nam tổ chức rất thành công và cả SEA Games 32 sẽ là một bước chạy đà để thể thao Đông Nam Á trở lại mạnh mẽ hơn tại Olympic Paris 2024. Hy vọng rằng trong tương lai, thành tích của các đoàn thể thao Đông Nam Á sẽ tiếp tục có những bước chuyển đổi tích cực để không chỉ khiến khán giả quê nhà hãnh diện, mà trong ánh mắt của thế giới, khu vực này sẽ không còn là vùng trũng của thể thao mà sẽ vươn lên trở thành một thế lực thực sự trên bản đồ thế giới.